Công ty Nguyên Anh xin giới thiệu và hướng dẫn sử dụng máy đo độ mài mòn thuốc viên của hãng Copley Anh Quốc model FR1000, cung cấp kèm theo máy chính bao gồm một chống quay, một khay đựng mẫu và đế lót tạo góc nghiêng. Giới thiệu tổng quan về thiết bị bao gồm một màn hình hiển thị và các phím chức năng. Hướng dẫn cách lắp các phụ kiện cho máy. Gắn đế lót tạo góc nghiêng cho máy. Cách lắp chống quay cho máy. Lưu ý chiều lắp. Cách để khay mẫu. Hướng dẫn cách vận hành máy. Bật công tắc nguồn phía sau. Đặt mẫu thuốc vào chống quay. Máy có hai phương pháp chạy mẫu. Một, chạy theo số vòng đã định trước. Chạy theo khoảng thời gian định trước. Để chạy theo số vòng định trước, ta chọn number. Chọn số vòng, tối thiểu là 5 vòng. Tốc độ vòng cố định 25 vòng. Ấn start để chạy. Để dừng tạm thời, ta ấn pause. Để chạy lại, ta chọn resume. Để thoát chương trình, ta chọn about. Sau khi chạy xong, máy sẽ báo âm thanh cho chúng ta biết. Để lấy mẫu ra, ta ấn empty. Để chạy theo khoảng thời gian định trước, ta ấn chọn duration. Chọn thời gian. Giờ. Phút. Giây. Ta sẽ chọn là 1 phút. Ấn start để chạy. Tương tự, để dừng tạm thời, ta ấn pause. Để chạy lại, ta chọn resume. Để thoát, ta chọn about. Sau khi chạy xong, máy sẽ báo hiệu bằng một âm thanh. Lấy mẫu ra, ta chọn empty. Để chạy lại, ta ấn phím bất kỳ.